Tạo dáng đây con. Đổi dáng. Đổi dáng tiếp. Tiếp tục đổi dáng. Người mẫu nào, người mẫu nào. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ok, ok. Xoay tay bên kia. Chinh nghề. Trời ơi, con gái bố ơi, con gái bố. Con gái bố xinh thật. Để cho mọi người thấy thời gian nó trôi nhanh như thế nào thì cắt về nhà mình được 1 năm rồi. Hả? Con nhìn ống kính con. Nhìn kính đây đây. Hello. Đấy. Trời ơi, con dài. Cặp con rất là thích được gãi cằm các bạn. Gãi. Gì con? Cặp ơi. Cặp. Cặp ơi, chuyện hôm nay chỉ hai bố con mình biết được con nhá. Đừng kể mẹ nhá. Mẹ. Các bạn nhìn bạn. Các bạn nhìn cái mặt này. Đừng kể mẹ con nhá. Mẹ đang bố chứ. Ngoan cắp, xin cảm ơn nhé. Mưa vai trường, mưa quá còn đi. Ôi dồi ôi, con tôi thưa quý chị, đây là con của tôi. Trời ơi là trời ơi, con ơi. Cặp ơi, cặp. Bố mang em về cho con nhé. Úi dồi, cái gì đây, sao lại phản đối này, sao lại có một cái sự phản đối đến mãnh liệt thế này hả con? Bố mang em vẫn yêu con mà cắp, úi dồi, các bạn nhìn cái mặt ra đây, nào, lên đây bố. Đi bố, kéo lại bố ơi. Đi đón em cho con nhá. Bây giờ thì, let's go. Hôm nay chỉ có một mình đi thôi. À, tầm này đang buổi chiều thì bạn Quy vẫn phải đi làm rồi. Đó, có mỗi mình là thất nghiệp, ở nhà làm YouTube, làm video cho mọi người xem thôi. Cái ba lô này là cái ba lô có thể nói là gia truyền này. Cái này là ngày xưa là mua cho con Húc. Đó, sau đấy chuyển qua cho Cắp. Có một cái tên Cắp ở đây này. Hôm lâu mình đưa Cắp đi khách sạn, cái đợt mà mình đi xa mấy hôm. Bây giờ sẽ là dành cho em Cắp. Hành trang của ông bố đi đón con. Sẵn sàng. Vẫn hồi hộp quá. Bây giờ mới là thử thách thật sự này. Đằng sau cánh cửa này là thằng cu nhà mình, nó 1 tuổi rồi. Không hiểu là đưa em nó về nó sẽ phản ứng như thế nào. Người mình đang rất là lo lắng. Để xem là Cặp đón em gái nó như thế nào. Vào nhà nhá, sẵn sàng chưa con? Cặp anh con nhá. Nhưng mà Cặp nhà mình nó hiền lắm. Ngày xưa Sang còn bị con Húc đánh mà chắc là không sao đâu. Cặp ơi, con có em rồi này Cặp ơi. Cặp ơi, con có em rồi này. Ra đây Tora. À, tên con bé là Tora nha mọi người. Vì mọi người nhìn lông này, lông nó vằn đen đen như thế này. Thế nên là mình sẽ đặt tên nó là Tora. Tora trong tiếng Nhật là con hổ. Hy vọng là con gái càng ngày càng to ra, càng béo lên con nhé. Đây là cái lúc mà mình bảo là mình sẽ đón Tora về thì ngay lập tức nó nhảy lên tầng trên. Đó, xong rồi nó đi ra chỗ thằng em của nó. Xong hai đứa nó nằm ôm nhau như thế này. Từ cái lúc đấy đến lúc mình đón Tora về, kiểu chúng nó không nỡ xa nhau ấy. Tình cảm vãi chưởng, trời ơi.
Trời ơi xinh quá. Nó vẫn đang hơi lại nhà mọi người ạ. Còn ông anh thì không biết chạy đâu rồi. Kìa ông anh đây. Đây rồi, thằng cu đây rồi. Để xem mà nó sẽ phản ứng như thế nào. Đây rồi, ông anh ra đây rồi. Hai đứa đang gặp nhau, không biết tình hình sẽ như thế nào đây. Xinh quá con ơi. Cặp cũng xinh nhưng mà Cặp ơi, con đừng làm mặt đồ gấu Cặp ơi. Mặt cu cậu đang rất kiểu tò mò về đứa em mới. Còn đứa em mới về nhà thì vẫn đang co ro trong cái túi. Mình đã phải cầm cái túi của Cặp đi để cho con Tora nó ngửi sẵn mùi của Cặp. Đó, để nó quen dần. Rồi, hai đứa đang làm quen với nhau. Ngoan với nhau nha hai đứa. Trời ơi, con Cặp nó sợ luôn ạ. To đùng mà nhát vậy con. Tora ơi. Các bạn này với bố. Con ơi, ra đây đi. Trời ơi, thương quá. Cặp vẫn đang nhìn, Tora cũng nhìn. Cặp tiếp tục nhìn, Tora không nhìn nữa. Cặp cúi xuống nhìn tiếp, Tora chui vào bên trong. Này đúng kiểu trai nhìn thấy gái xinh, gái xinh thì chảnh quay đi. Ôi, nãy giờ mới chịu nhìn nhau một lần. Trời ơi, các bạn nhìn hai đứa con của tôi này. Cặp đang ngửi để làm quen dần. Tình hình là vì thằng cu nhà mình cứ ngồi nó nhìn chằm chằm con em gái ấy, thế nên là nó không chịu chui ra ngoài. Cuối cùng lại đành phải chia mỗi đứa một phòng. Đó. Con Tora thì mình đang cho nó trong phòng ngủ thứ hai của mình để cho nó thoải mái, nó tự làm quen với nhà mới. Còn ông anh này thì đúng kiểu khác biệt đi. Một đứa con trai, một đứa con gái. Con Cắc ngày xưa nó về nhà mình nghịch tơi bến, chạy tơi bến, không có lạ lắm gì cả. Còn con Tora thì đúng kiểu con gái ấy, về đang chu rúc trong gầm giường. Em bé sau nguyên một ngày trốn trong gầm giường cuối cùng đã chịu chui ra ngoài. Đó. Nhưng vẫn phải cho Cặp ở bên ngoài kia, không thì nó sẽ sợ. Tora ra đây bố con. Bắt đầu nghịch rồi đấy. Các bạn nhìn cái đuôi nó kìa. Trời ơi. Tora ơi. Bây giờ đang là 2 giờ sáng. Tôi đã ngồi với nó cả đêm và cuối cùng thì nó cũng đã cho tôi sờ rồi. Con gái của tôi, Tora của bố. Mặc dù gọi nó là Tora vì lông nó giống con hổ, nhưng mà các bạn nhìn cái đuôi nó này. Cái đuôi nó giống con raccoon đâu. Đuôi là đuôi raccoon mà. The next day. Trời ơi, ông anh cứ ngồi khè con em thật lực. Hậm hè nhưng mà thấy đồ chơi là chạy ra chơi ngay. Tôi chịu luôn, các bạn nhìn cái mặt này. Bố chịu có luôn các bạn. Này, con em đứng đây thì cứ hậm hè nó. Tôi ra nhờ. Cặp ơi, ra chơi đi Cặp. Đây là bí quyết để cho hai con mèo nó quen nhau nhanh. Bí quyết gia truyền mình học ở trên Google. Chơi đi Cặp ơi. Tôi ra, chơi đi Cặp. Tôi ra. Rồi, mùi Tora qua Cặp. Mùi của Cặp lại qua Tora. Tora ơi, Tora. Quay đi bỏ đi rồi.
Cáp ơi. Làm gì em với con? Mình mang xe nó đi. Ôi dồi. Nó ỉa rồi. Anh chờ nó ỉa hai hôm nay, nó ỉa rồi. Nó đã đi ỉa rồi. Nó còn đi ỉa vào trong thùng ỉa của con Cáp nữa. Trời. Hạnh phúc quá. Con này đang đứng. Quay đi. Hai bậc phụ huynh vào xem con gái y bãi đầu tiên ở nhà mới. Giỏi lắm con. Trời ơi. Hạnh phúc. Ông này làm gì, đi ra ngoài đi. Biến thái. Hai anh em bắt đầu làm quen với nhau. Bên cạnh chiếc PS5 của tôi, trời ơi, mỗi con nó cào một phát tôi là chết. Cáp ơi, Tora ơi, hai đứa này đi ra chỗ khác không? Nó bao vây cái PS5 của Vivi. Tớ đang tình cảm. Trời ơi, cái PS5 của tôi. Tora, Cáp ơi, Người mẹ tần tảo, hai tay hai đứa. Ủa, Cáp mặt nó phê vậy chứ. Tora cũng phê à? Vivi, còn tay em gãi nốt cho anh đi. Yeah. Đấy. Hôm về nhà thì cãi nhau cho lắm à? Xong rồi thế này đây. Úi dồi. Cặp đậu. Đây rồi. Cặp đây rồi. Mắt quá. Hai anh em nó bắt đầu nằm ngủ với nhau. Nhì. Trời ơi. Cặp của bố cái đồ chơi. Tao đang xinh gái. Thì mình cũng xinh gái. Em xinh gái. Mình cũng đẹp trai. Con em về nhà hai hôm, nó ngồi nó ăn luôn thức ăn thằng anh. Thằng anh thì ngồi đây. Trời ơi, nhưng mà ngoan phết này, biết nhường em hiểu không? Ông này phải bón mới ăn. Riêng ông Cáp là cho ba tê ra phải xúc. Bón tận mồm mới ăn. Một tuổi rồi mà vẫn phải bón tận mồm mới ăn. Không kéo nó nhìn con to ra tự ăn xong nó sẽ biết tự ăn đúng không? Hy vọng là thế. Mỗi lần đi xa là mệt người với ông này. Kinh khủng khiếp. Còn phải mẹ nó sang tận nơi để cho nó ăn. Gửi nó khách sạn không yên tâm bởi vì làm gì có ai gửi khách sạn ra bón cho nó ăn bao giờ không? Cáp ạ, Cáp ơi, nghe bố nói chưa? Một đứa màu đen, một đứa màu vàng, phải biết kết hợp với nhau đi. Sau này có con màu trắng về. Đội quân bây giờ là có một con màu đen, một con màu vàng rồi. Sang đây húc. Come here. Xinh quá. Em quay cái mèo đấy, em có quay anh đâu. Là gì à? Không kìa. Ăn xong thì lớp.